X51 Story mến chào quý thính giả. Người trong dương gian thường kể nếu muốn luân hồi chuyển kiếp phải đi qua chốn hoàng tuyền, phải nhìn thấy bỉ ngạn hoa kiêu kỳ, rực rỡ nhưng tình si, oán hận, và đặc biệt phải uống bát canh quên lãng của mạnh bà. Vậy canh mạnh bà ra sao? Ý nghĩa canh mạnh bà là gì? Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả giải đáp các thắc mắc về bát canh mạnh bà nhé. Theo thần thoại Trung Quốc, sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ phải đi qua một con đường được gọi là hoàng tuyền lộ. Ở phía cuối con đường có dòng vong xuyên, bắc qua dòng nước là cầu Nại Hà. Khi linh hồn đi hết cây cầu sẽ đến được Vọng Hương Đài. Những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp làm người đều phải đi qua nơi này, rồi uống một bát canh của một bà lão tên là Mạnh Bà để quên đi kiếp trước. Canh Mạnh Bà cũng có một tên gọi khác bằng tiếng Anh là Five Flavor Tea of Forgetfulness, nghĩa là trà lãng quên ngũ vị. Theo sử sách ghi chép, Mạnh Bà sinh vào thời Tây Hán, thuở nhỏ đã đọc kinh điển Nho Gia, đồng thời thành kính niệm tụng kinh Phật. Bà lúc tại thế đã tu luyện đến cảnh giới, phàm là những việc qua rồi thì không nghĩ, việc chưa tới không lo, có thể nói là trong tâm không có tạp niệm, chỉ là một lòng một dạ khuyên người ta không nên sát sinh mà nên ăn chay. Mãi đến năm 81 tuổi, bà trông vẫn đồng nhan hạc phát, nghĩa là tóc bạc trắng như lông hạc, nhưng da hồng hào như nhi đồng, vẫn giữ nguyên là đồng trinh, được người đời gọi là bà Mạnh Bà. Về sau, bà đến một ngọn núi lớn để tu hành, đồng thời đắc đạo thành tiên. Đến thời kỳ Đông Hán, trong thế gian có một số người biết về nhân quả kiếp trước, cũng thích trêu đùa trí xảo, thuật số, khiến nhiều người thế gian nhận rằng là thân nhân kiếp trước, làm nhiễu loạn thế gian. Vì để tránh sự việc này phát sinh, Thượng Thiên Gia sắc lệnh cho Mạnh Bà làm thần U Minh, cho phép tuyển chọn quỷ lại cho bà sai khiến, đồng thời xây dựng Tỉnh Phong Đài, còn gọi là Đình Mạnh Bà. Những quỷ hồn trong điện thứ 10 nơi âm phủ sắp chuyển sinh thành người sẽ được giao vào tay thần Mạnh Bà. Mạnh Bà sẽ cho họ uống canh Mạnh Bà. Sau khi uống xong chén canh này, những yêu hận tình thù từ kiếp trước liền sẽ bị xóa sạch sẽ. Họ lại lần nữa tiến vào danh lợi tỉnh trong cõi hồng trần, từ trong huyễn hoặc mà đi tìm con đường chân chính phản bổn quy chân. Phàm là những nam nữ quỷ hồn bị đưa đến chỗ Mạnh Bà để chuyển sinh đều phải uống canh Mạnh Bà, bất luận uống nhiều hay uống ít. Nếu như có quỷ hồn xảo trá giảo hoạt không chịu uống, thì dưới lòng bàn chân của nó ngay lập tức sẽ xuất hiện câu đao ngăn trở hai chân, đồng thời có ống đồng sắc nhọn đâm xuyên yết hầu ép buộc uống hết. Canh Mạnh Bà còn gọi là canh mê hồn, là một loại canh giống như rượu mà không phải rượu, được chế thành từ các vị thuốc ở trần thế. Canh Mạnh Bà phân thành 5 loại vị gồm ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Dược lực còn có thể mang đến dương gian. Người nào bởi vì nhớ nhung quê hương dẫn đến tổn thương tỳ mà chảy nước bọt, hoặc bởi vì vui nhiều cười nhiều mà đổ mồ hôi, hoặc bởi vì lo lắng nhiều mà chảy nước mắt, hoặc vì giận nhiều mà rơi lệ, hoặc vì hoảng sợ mà chảy nước miếng, tùy theo bệnh mà dùng 1 phần, 2 phần, 3 phần. Một giả thuyết khác cho rằng, bát canh của Mạnh Bà chính là những giọt nước mắt chảy trong cuộc đời con người. Mạnh Bà cất giữ chúng và nấu thành canh Mạnh Bà. Khi chết đi, linh hồn con người sẽ uống bát canh này để ngẫm về những chuyện dương gian, đồng thời quên đi tất cả xúc cảm kiếp này trước khi vào vòng luân hồi. Có tất cả 8 thứ nước mắt thể hiện cho nhân sinh con người trong canh Mạnh Bà: 1 giọt lệ sống, 2 khoảng lệ già, 3 phần lệ khổ, 4 tấc lệ hối tiếc, 5 tấc lệ tương tư, 6 chén lệ bệnh tật, 7 thước lệ biệt ly, 8 giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả những sinh, khổ, bệnh, lão, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người. Tương truyền, sau khi uống canh Mạnh Bà với người làm việc thiện ở đời, có thể khiến cho mắt, mũi, lưỡi, tai và tứ chi so với trước đây tinh hơn, sáng hơn, mạnh hơn, khỏe hơn. Người làm ác thì khiến cho thanh âm, thần trí, hồn phách, khí huyết, tinh thần không ngừng tiêu hao, dần dần mỏi mệt suy yếu. Mục đích là khiến cho người đó biết cảnh giác, sám hối, sớm quay về với việc thiện. Sau khi quỷ hồn uống xong canh Mạnh Bà, liền có sai nha dưới âm phủ dẫn họ ra từ thông đạo, đẩy lên cây cầu nổi khổ trúc bện bằng dây gai, dưới cầu là khe núi có nước đỏ chảy ngang. Từ cây cầu nhìn về phía trước, trên mỏm núi đá đỏ ở bờ bên kia có 4 hàng chữ lớn cỡ chừng cây đấu, viết rằng: là người thì dễ nhưng làm người khó, lại muốn làm người sợ càng khó, muốn sinh phúc địa không có nạn, khẩu tâm đồng lòng chẳng khó khăn. Khi các quỷ hồn đang canh chừng, thì bờ bên kia nhảy ra 2 con quỷ lớn, đẩy bọn họ rơi vào dòng nước đỏ chảy ngang. Người mà căn khí đạo hạnh ít sẽ vui mừng vì có thể may mắn đắc thân người, người mà căn khí đạo hạnh lớn thì bi thương khóc lóc, hận lúc còn sống không tinh tấn tu hành, cho nên không thể dứt bỏ được sự thống khổ của nhục thân. Còn thấy những quỷ hồn nam nữ, căn cứ theo nhân duyên của từng người, lần lượt đầu thai vào các ngôi nhà khác nhau, chờ đợi chuyển sinh. Trong chương Canh Mạnh Bà, thuộc cuốn Ngô Hạ Ngạn Giải của Vương Hữu Quang Người Đời Thanh, còn có một phiên bản khác về việc Mạnh Bà cho quỷ hồn chuyển sinh uống canh, kể rằng: con người sau khi chết, đầu tiên phải đi qua Mạnh Bà Trang. Rất đông sai nhà âm phủ áp giải quỷ hồn đi từ bên ngoài bức tường Mạnh Bà Trang đi ra, đến điện Diêm Vương để tiếp nhận thẩm phán. Phàm là những quỷ hồn được phán chuyển thế đầu thai, thường là từ Mạnh Bà Trang trở về nhân thế. Cổng Mạnh Bà Trang có một lão bà đứng ở đằng kia gọi người tới, bước lên bậc thang, tiến vào bên trong, chỉ nhìn thấy giường cột chạm trổ, những cột đá xây màu đỏ, còn có châu ngọc làm thành rèm và chiếc bàn lớn chạm ngọc.
Đợi sau khi quỷ hồn tiến vào trong phòng, lão bà liền gọi ba người con gái xinh đẹp đến, theo thứ tự là Mạnh Khương, Mạnh Dung và Mạnh Qua. Ba người đều mặc váy đỏ và tay áo buông thõng màu lục, dùng lời nhỏ nhẹ gọi Lang Quân, còn lấy tay phủi nhẹ chiếc chiếu mời người đến ngồi xuống. Sau đó, A Hoàn liền dâng lên nước trà. Ba nữ tử thân mật mời trà, tiếng vòng ngọc leng keng giòn vang, từng đợt hương thơm kỳ lạ ào đến. Trong sự ân cần như vậy, rất khó cự tuyệt không uống. Quỷ hồn uống xong ngụm thứ nhất, liền cảm giác mát lạnh vô cùng, không khỏi uống một hơi cạn sạch. Uống đến gần hết mới đột nhiên phát hiện có khoảng một muỗng canh bùn. Lại ngước mắt nhìn, phát hiện ba cô gái xinh đẹp và lão bà đều trở thành bộ xương khô, giường cột chạm trổ cũng thành gỗ mục. Hơn nữa không mảy may nhớ được bất kỳ chuyện gì của kiếp trước. Quỷ hồn trong lúc kinh hoàng, bỗng nhiên sụp xuống đất khóc lớn, biến thành một đứa bé cái gì cũng không đều biết nữa. Dẫu biết uống canh mạnh bà mới qua được cầu Nại Hà, mới bước đến cửa luân hồi tìm thân hình mới. Nhưng không phải linh hồn nào cũng chấp nhận thứ canh quên lãng ấy của mạnh bà. Bởi ở dương gian họ vẫn còn những tình si, nghiệp duyên chưa thể chấm dứt. Hay sự tham, sân, si trong cõi lòng chưa thể buông bỏ, vẫn cứ thù hằn, oán hận. Ngoài ra, đây có lẽ cũng là sự an bài của thiên thượng, tức là thông qua sự hiện thân của họ, để nói cho thế nhân còn đang trong bến mê rằng, nhân quả luân hồi đích thực là tồn tại. X51 Story luận bàn, ngẫm, ái tình như loài hoa bỉ ngạn, ngàn năm mới nở, ngàn năm mới tàn. Nhưng bỉ ngạn lá, bỉ ngạn hoa vĩnh viễn không nhìn thấy nhau, không nhận ra nhau. Nếu duyên đã tận cớ sao lại không kết thúc, cứ níu kéo, luyến tiếc mãi dây duyên từ đời này sang kiếp khác cũng chỉ khổ đau thêm. Làm chi phải chịu đau đớn dưới lòng vong xuyên để rồi ngàn năm gặp lại cũng vội vô tình. Ngẫm, tham, sân, si là gì mà con người vẫn mãi u mê? Sống trong cõi hồng trần con người thường mê mờ bởi danh lợi. Những hư vô, ảo mộng luôn hào hoa, rực rỡ, làm cho con người chìm đắm mê say. Nhưng cuối cùng chỉ là phù du, sự oán hận và trách hờn. Vậy tại sao ta không biết buông bỏ? Nhất chân cái thân tâm thanh tịnh chẳng phải là đạo lý giúp con người tĩnh tại sao? Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.